cắt các bạn ơi, vượt mẫu luôn rồi. Giờ nó chiều rồi, này quật 1 lá 2 các bạn. Này cái nó xanh quá, ớn quá, sợi đất lung đó các bạn. Giờ là chiều rồi. Trang dạng rồi các bạn. Nguyên máy à. Trên này đứng máy được rồi các bạn. Rồi tiếp tục nghiêng nữa. Chát nha các bạn. Mặt trời xuống núi rồi các bạn. Giờ mấy cậu đang vô các bạn ơi. Chạy cũng khá nhiều lúa rồi. Còn bọc trái cây luôn.
nắng ấm quê tôi. Nắng ấm quê tôi. Ừ. Dạ, cảm ơn nhiều anh ơi. Đây là chở giáo bia về các bạn. Bán là bán được nhiều rồi. Ê, khá là nguy hiểm các bạn. Giờ này chưa chịu nghỉ nữa các bạn. Giờ này cũng chiều rồi, tạm thời kết thúc video tại đây nha các bạn ơi. Rồi mình kính chúc sức khỏe đến mọi người nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn.